Tiếng Phù Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi thương mẹ đức cù lao. Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan báo hiếu ân nghĩa sinh thành 2024, dịp đặc biệt để thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành bằng những hành động thiết thực và lan tỏa tình yêu thương và lòng biết ơn. Chương trình với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Trưởng ban tổ chức, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng. Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng. Cố vấn nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Lê Chức. Đơn vị chỉ đạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội. Đơn vị tổ chức và thực hiện, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, Oscar Media. Chương trình diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một không gian nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, chạm tới trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Ân nghĩa sinh thành 2024 sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Hà Nội và các kênh truyền hình trên khắp cả nước.